Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về chuỗi các ví dụ tự học lập trình Java. Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các ví dụ về vòng lặp for. Vòng lặp for là một cái vòng lặp mà được sử dụng để thực hiện lặp đi lặp lại các câu lệnh trong chương trình. Và vòng lặp for được sử dụng khi mà chúng ta đã biết trước hoặc đoán trước được số lần lặp. Để sử dụng với vòng lặp for thì chúng ta sẽ khảo sát một ví dụ sau đây. Cú pháp của vòng lặp for thì bao gồm là cái từ khóa là for, sau đó chúng ta có biến đếm. Vòng lặp for sẽ bao gồm 3 câu lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh khởi tạo và khai báo biến đếm. Thứ hai là lệnh điều kiện của vòng lặp. Ở đây thì chúng ta sẽ trượt qua các cái biến từ 1 cho đến 5. Đầu tiên chúng ta khai báo cái biến có tên là y. Sau đó là chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến 5. Đầu tiên chúng ta khởi tạo y bằng 1. Và tiếp theo là chúng ta sẽ điều kiện của vòng lặp, đó là y nhỏ hơn bằng 5. Và cái câu cuối cùng đó là tăng giá trị của y lên 1 đơn vị. Và trong mỗi lần lặp thì chúng ta sẽ in ra giá trị của biến y. Thì ở đây các bạn chú ý là trong vòng lặp for sẽ bao gồm 3 câu lệnh. Thứ nhất là nó lệnh khai báo và khởi tạo biến đếm. Thứ hai là điều kiện của vòng lặp. Điều kiện này sẽ được kiểm tra trước mỗi một lần lặp. Thứ ba là câu lệnh để tăng giảm giá trị của biến đếm. Câu lệnh này sẽ được thực hiện sau mỗi lần lặp. Có nghĩa là sau mỗi một lần lặp thì giá trị của biến y sẽ tăng lên 1. Chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả. Và đây là kết quả của chương trình. Chúng ta đã in ra giá trị của biến y. Và như vậy là trong cái vòng lặp for này thì chúng ta thấy là biến y đã chạy được, đã in ra 5 lần ứng với 5 giá trị của y. Đấy, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về một vòng lặp for cơ bản của chương trình Java. Cảm ơn các bạn.